Thì lúc nữa lại mình cũng nhiễm đây. Hôm nay thì mình có nạp Rubik nè. Wow, thì mình có thích một cái con này. Ok, bây giờ mình sẽ mua nó luôn nha, mất tan nó thôi. Robot 55 Robot. Mua phẩm. Yeah, có rồi. Ok. Yeah, vậy là mình đã có một cái con rất là xinh. Quá là xinh luôn. Có một cái nơ trên đầu. Ok, bây giờ mình sẽ đi chơi thác một cái gì đó. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ chơi Color of Dye nha. Thì mình có một cái con xinh, đúng là cái con này rất là xinh. Wow, quá là tuyệt vời. Xinh chưa, bây giờ mình sẽ chạy đi để... Ủa sao không được vậy? Rồi, được rồi. Lấy màu đỏ. Ôi. Không ngờ vậy mà nó vẫn... Các để mình coi màu của mình nè. Thật trời. Má của người ta có nhiều xuyên thấu giống mình không nhỉ? Miếng nữa. Quá là tuyệt vời. Vậy thôi. Nó ở đâu nhỉ? Rồi. Ồ, nó hết ăn được rồi. Quá là tuyệt vời. Vô bóng lẹ. Coi. Bây giờ lấy cờ lê. Ok. Chó, quá là tuyệt vời. Sao con con mình nó chuyển sang màu xám luôn rồi mọi người. Đặt quá. Ồ. Nó to vậy nhảy cũng dễ. Mới thấy cái mặt của nó. Nhảy gì vậy? Sao không nhảy được nhỉ? Ok mọi người, mình đã lấy rồi. Màu cam. Màu của mình đây. Y chang luôn. Hay. Vô nhặt cái cỏ thay. Qua màu đỏ xong qua đây là được. Ui, mình cũng không nhìn ra con của mình. À lộ màu cam mà. Màu vàng mà như màu cam luôn. Ấy lộn đường. Vô qua đây. Đi ngược về. Trời, về tới nơi rồi. Mình cũng không nghĩ con của mình đang là màu vàng nữa. Thôi, chạy lông giống qua đây. Oh, không biết Color of Dye có chấp tờ 4 không nhỉ? Ý, sao nhảy lên được? Cái con này nó mập lắm luôn với mọi người nhưng mà nó dễ thương. Hả? Wow. Cúp này khó à. Rồi, xong. Chạy.
Ủa? Xà lốt gì? Ý, ý, ý. Ai. Không, cái mặt của nó đáng thương luôn á mọi người nè. Ừ. Không biết là đáng yêu hay đáng thương luôn. Trời. Có lại cái màu của con này nó dễ nhảy hơn nhờ. Ok. Qua tay rồi, đừng có gớp nha. Cái nơ màu hồng, cái mắt nó thì không hồng nhưng mà nhiều nó tròn lại một khi nữa rồi. Đi từ từ thôi. Sắp tới nơi rồi. Qua chỗ này lấy một xanh lá đúng không? Hay là xanh lam? Rớt hẳn xuống dùng. Ok mọi người, thì mình đã xem một cách cực khổ. Nhưng mà không nhảy được. Nên là bây giờ mình sẽ chuyển game nha. Thì mình quyết định là chơi Rainbow Friend. Mình rất là dễ thương, rất là đáng yêu. Người nữa. Rồi. Ok mọi người xong rồi. Người ta tự hỏi không biết á là cái hộp nó vừa mừng không nữa. Ủa mừng đâu? Mừng đâu rồi? Ôi. Mình dùng cái hộp rất là xinh. Ủa mà mừng đâu? Không thấy mừng luôn. Chắc là do mình to quá. Không thấy mừng luôn. Vậy là mấy bạn này không chữa hình vô mình rồi. Con của mình rất là slay luôn. Ê trời ơi. Wow. Không ngờ cái con này nó to hơn cái thùng mà nó vẫn đi được. Cái thùng nó vẫn vừa. Wow. Quá là tuyệt vời. Mình có thích mở cái thùng này. Ok mọi người đi thôi. Sao mà mấy con dám quay vật dám làm lại mừng được chứ? Mấy con này mà ăn được vậy chắc nó ăn tới sáng mai quá. Trời ơi. Trời ơi. Hiểu rồi. Nó chui gì nè. Trời ơi. Cái bò bấm cái này nè, nó gì nè. Thì nó đi vậy. Còn nếu mà ngồi xuống. À, quá là tuyệt vời. Ồ. Lũ ra rồi kìa. Đưa chúng về bla ra. Quá là tuyệt vời. Wow. Có thêm một bận một cái đồ điện như thế này. Nè. Yeah. Nhìn cái mặt con này đáng thương quá. Trời ơi. Nhìn cách nó không? Nhìn nào. Trời ơi. Nó không vừa cái hộp mà cái hộp nó vẫn vừa. Là nó chưa vô thì nó gấp cái hộp luôn. Ừ đúng rồi, nhưng mà sao lão vậy?
ảo diệu á. Trời ơi, nó còn cái này nó bị thuộc ra luôn kìa. Hồi vô được rồi. Ai thấy con cũng mừng dễ thương không? Là dễ thương. Trời ơi, luôn móc kiểu vậy luôn hả? Các bạn nào thấy em cũng sốc lắm á. Ngồi thôi. Ngồi giữa. Rồi. Wow. Nó có quá vật gặp em nó phải sợ, xong cái nó phải chạy chứ nhờ. Để các bạn. Ừ, không thấy cái mặt mình luôn kìa. Không bắt được luôn. Ôi trời ơi, mình mà mở ra một cái là hết thấy bạn này luôn. Ý, xong luôn, mình là phiếu cuối cùng luôn á. Rồi xong. Trời ơi, cái con dê lụa nó bắt mình nhìn khó chịu quá à. Nó bắt một cái kiểu giống như là nó cắt mình. Nó lại thả mình lên đây nữa rồi. Thật là dễ thương. Thật là đáng yêu. Trời ơi, mình lấy được một bịch rồi nè. Một bình duy nhất. Oh. Wow. Tính ra là game này là mình đặt là cũng miễn đó, nhưng mà tại vì Roblox ghi là không có thích hợp với game. Trời ơi, sao chưa vừa vậy? Nhìn đáng luôn. Đi bỏ thôi. Rồi xong bạn đó. Sao tìm lại vậy ta? Còn mấy hộp còn lại đâu. Quá là tuyệt vời. Trời đất ơi. Trời ơi. Ok. Còn hai hộp nữa thôi. Trời ơi, con này nó slay lắm luôn. Nhìn sao lưng con dê lụa. Úi trời ơi, nó không biết luôn. Nó thùng bằng một cách ảo diệu. Thank you bạn nha. Bạn nó mở lối cho mình đi. Trời ơi, cái gì thấy. Trời ơi, nó vẫn không thấy. Trời ơi, miếng mà mở cái thùng ra. Dễ. Chỗ đó lui làm gì chưa vừa. Chỗ này cái chỗ nút huyền thoại luôn á. Rất là ok luôn.
các bạn có thể một cách mỹ mãn. Không biết mình lâu chui đầu vẽ ra nó có thục được không nữa. Nhờ chắc không quá. Ôi, mỗi lần đi ra đi vô cảm giác nó cứ ấy sao á, sợ bị bắt. Mười bốn. Ai sao nó không cho mình đi vậy? Ồ, xong trận rồi, bỏ phía xong. Mấy bạn nó đi đó thì mình đi chỗ khác. Ôi, một cái nó rốt kìa. Hai cái luôn cơ. Kệ đi, cho một cái nó đằng giờ. Đằng giờ đó, lộn. Nó lộn. Mình cũng không biết mình có cầm nữa. Nãy mình mới thấy con blue thì phải. Nhưng mà thôi kệ đi, phải đi để trước cái. Một bạn đã được tìm thấy. Trời ơi, ném nữa là toi đời rồi. Chớ còn giờ phải làm sao đây. Rồi. Rồi. Nhưng bằng một cái áo dừa nơi đó mình không dừa, nhưng mà cuối cùng là cái thùng nó vẫn rất là đẹp. Nếu nó mở ra thì thôi 7 rồi. Còn người nữa mà. Ồ. Còn bạn nữa. Hết trận này xong rồi tới cái trận bột là hết thì phải. Xong rồi mới nhận xong không còn lúc nữa. Dùng mấy cái bạn đó đâu luôn rồi, cái bạn đó đâu rồi. Wow, núp kịp luôn. Không ngờ. Con này vừa lưu này nè mọi người, nó kho hàng đó mọi người. Ở trong cái game mà chạy một chết á. Còn con cũng có dương miệng, cũng giống như trang vậy á. Ồ. Trời ơi, mình muốn xuống. Còn mấy cái tiền phụ quý. Rồi, một cái. Thấy rồi. Bạn cỡ đi, cỡ xung ta đi, rồi chạy. Hả? Ôi, chạy đi. Chết rồi. Cái chiêu đó còn được không ta? Nó mà không thấy nữa. Mỉm nữa là đi rồi. Kệ, tám rồi. Bạn này không mua hộp nhờ. Quá là tuyệt vời. Một con ham chơi với một con người.
Bạn làm gì vậy? Quá là tuyệt. Cái nồi này ở cái nồi ấy dễ thương. Có con em bé nó ngậm cái bình nữa. Em thử phóng to em vô con đó đi. Trời ơi, thế là phóng vừa vừa phải phải rồi đó. Phóng vừa vừa phải phải. Thấy được hình trong đó. Đó. Kìa cái bên kìa. Ý cội nhưng mà tại vì con bà lúi vậy con nghe lộn. Mấy nữa là ngại rồi. Bà kia chơi cũng bà rồ lắm. Khi mà em cầm em cũng không biết em đang cầm nữa mà. Mẹ có thấy không? Chạy giống như người bình thường à. Bạn nó cũng chạy y chang em á. Nhanh hơn em có xíu. Bạn nó còn cái nữa. Còn cái nữa thôi. Cố lên mẹ. Bạn đó chưa chết á. Quá là tuyệt vời luôn. Mà không thấy. Nè. Mình chết luôn rồi. Không biết còn sạc ở ngoài. Ok mọi người, thay thì cũng bắt đầu nghe mọi người ở video sau mình sẽ ban cho cái nhà mọi người.